Mâu Ni, kính bạch thầy, nhân dịp Tết đến xuân về, thành đệ tử chúng con kính chúc thầy năm mới nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, trí tuệ thường sáng, và chúng con cũng nguyện cầu cầu an tam bảo gia hộ cho thầy có đủ vi trí dũng để cùng với sư ông thị yến lãnh đạo tam chúng hòa hợp đoàn kết phát triển. Thấy rõ là mình không được dừng lại rồi thì phải mình nó nở rộng quá chừng, mình không thể nào mình tu rỉ được hết trơn. Mình phải cần cái học để mình phụ với thầy của tụi con, rồi phụ với hòa thượng tu sư, gần như là phụ với thầy con trước, rồi xa hơn một chút phụ với thầy tu chiêm, giống như vậy phụ thầy tu chiêm không thể bỏ mặt được. Và muốn như vậy thì con phải học. Cái điều quan trọng là học những gì, những cái gì cần thiết, đúng không? Không phải cái gì cũng học. Nếu cái gì cũng học thì con không học nổi đâu. Trời ơi, cái học này, thời gian này cũng mênh mông lắm. Dạ, trong đạo mình á, chưa tỏ từ lâu rồi, không phải mới đây đâu. Anh nói là những cái điều mà mình học, cái lời của mình, con nhớ không? Dạ, nhớ của mình là gì? Sẽ nghe là, rồi phải hiểu cái gì đó. Thì mới ứng dụng được. Đầu tiên cái quan trọng nhất nội mình, kế đó thân mình, kế đó đi sống mình, đi sống mình, và kế đó là đi phương mình. Cái cùng nữa là thật ra cái thứ tư là cái gì biết không, nhân minh. Cái cuối cùng là cái đi phương là thay từng tự thì giải thích từng cái cho tôi không biết, nó cần cho cái sự nghiệp của tôi con lắm á. Bây giờ cái đầu tiên á, là cái nội điển, là nội minh. Tại sao phải học nội điển? Điển nó căn bản của người tu. Mình phải rành nó trước á, mình muốn giúp người ta, mình phải có cái vốn. Và cái vốn là Phật Pháp. Mình tu mình không thể nói chuyện thế gian được. Mình nói về Phật Pháp, mình phải rành. Và Phật Pháp ở đây là giáo lý thiền tông, dấu hiệu thiền tông phải rành. Thì mới dạy người ta được. Nó cũng hay cái là mình thường thì phải đúng lòng. Mình chỉ học cần một, trong 10 tông phái mình chỉ học một cái thiền tông. Chứ cũng đó. Đố gồm học hết 10 tông phái, không có nổi đâu. Một tông phái thôi là không nổi. Còn cái thiền tông thôi mà thử cho rõ. Cũng không phải dễ. Thử tông năng đắc trì hiệu. Đối với sao nói, không phải dễ đâu. Rồi, tức là với giáo nghĩa của thiền tông, rõ chỉ tỏ ra được cái gì, những cái kinh liên quan tới thiền tông, thì gồm những kinh gì, như trong cái chương trình 3 năm rồi dạy chúng ta. Bát Nhã là đầu tiên,
có nhà phải chỗ thành thì nó là cái cốt truyện của truyền thông. Cái nó tiến lên một cái này hôm qua bất cập bao nhiêu đúng không, nhưng mà đó là những cuộc truyền quan trọng tịnh sáng suốt trong mình. Nó chỉ thanh thôi, thanh tịnh. Nó là thật gì? Ngữ văn đi. Cái ngôn ngữ tâm thanh này. Thanh là tâm thanh á. Tâm thanh nó phải ca hát đâu. Đó là ngôn ngữ mình nói ra. Yeah. Cái ngôn ngữ mình nói ra nó phải dễ hiểu, sáng suốt, sáng tỏ. Tức là những cái sự truyền đạt của mình nó phải rõ ràng. Mình phải nói mơ hồ, mình muốn rõ ràng thì mình phải thông vô lý, rồi mình phải nói cho nó rõ ràng. Cái cách diễn đạt sáng tỏ, mình phải nói cách mông lung, cách mơ hồ, không ai hiểu. Nhưng mà muốn như vậy phải học, mà học cái gì? Văn. Mình nước mình là người Việt, cái quan trọng nhất là tiếng Việt phải cho rằng thầy quan tâm nó lắm. Có mấy người không gì học tiếng Việt cho rằng biết gì đâu không? Thì tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu và tiếng gì? Ví dụ không rành rồi là làm sao đây? Ví dụ con biết tiếng Anh, tiếng Hán để chị dịch tiếng gì? Cái gì với Trần Lâm với Diễm Đã không biết đúng vợ làm sao? Người ta không chấp nhận đâu. Con giỏi cỡ nào đi nữa về sinh ngữ, cổ ngữ, và con chuyên diễn đạt bằng tiếng Việt. Gốc là tiếng Việt, nhớ có khi mình bỏ qua, đó là cơ hội học văn lịch, cho nên nó là ngữ văn là nhiều ngôn ngữ về văn học, văn học Việt Nam, tay quên đó. Tiếng Việt, rồi kế nó là sinh ngữ, rồi cổ ngữ, sinh ngữ đó, rồi tiếng Anh, những cái gì mình thầy nói những cái thông được nhất, có thực hiện thế giới ngữ. Tại sao mình không biết cái đó không được? Bởi vì thiền tông mình cái gốc của nó là Trung Quốc á, rồi cái Phật giáo của mình cái gốc của nó là nguyên thủy á, Bali không biết cũng được. Mình dẫn chứng khi mình chưa tiếng Bali cái mà tăng đi Yuvida, Yudhisthira, không biết nói sao không hiểu. Bây giờ mình tưởng trình độ lắm á. Đây thanh minh vậy đó ha, hiểu cho đúng. Có mấy người nói thanh minh lậm nhạc không phải đâu, nói là tại vì nói theo để công sự thật, phải theo ý thích. Thanh minh chứ là ngữ ngôn văn học, ngữ ngôn là âm thanh, tức là lời nói của mình nó phải làm sao bạch lạc sáng tỏ, âm thanh rõ ràng. Đâu đi đâu mà nó nói ra buồn rẻ quá, tập quên rồi, cái đó không chấp nhận, thì cái phạm vi nó sẽ nhỏ. Và con có cái tài nói đó, quảng bá, nhân hoa, đương nhiên người ta thích cuộc đời, nó nhé, hay con chuột đấy, còn mình nói quên mùa quá thì cũng được, nhưng phạm vi này
khi mình độ được trong một xã một huyện thôi, bằng rộng lên tỉnh này có thủ đô thủ khanh thì mình bị tự chế hiểu là sự thật á. Không biết tại sao thì Trần Quang thì đông thạnh thì có cái năng lực thì thông minh em nghĩ là khó hay đó vì thầy có cái khiếu gì âm nhạc đó cái giọng cái chuyện đó và thầy biết thì suy nghĩ nhiều. Cái gì cũng có cái nguyên nhân à, tại sao thì sinh của mình hay thì sinh mình kém chỉ có thể thì chiếu là hay dùng tất cả tụi mình thôi chứ cái phạm vi rộng đi. Mình không học giỏi thì mình không rộng nữa đâu, nó sự thật mình không có giao duyên với chúng sinh thì khả năng mình nó hạn chế đúng không ừ. Thấy rõ là... chứ không phải là khi không đâu. Mấy khi không thì Trần Quang được nhưng ông cũng có tài phải công nhận thì ông cũng phải rèn luyện chứ đâu phải khi không cũng được nhỉ, phải học hành từ trẻ rồi đúng này tiến sĩ rồi thầy lấy bằng tiến sĩ rồi không tiến sĩ nhưng mà tiến sĩ luật của thế gian tiến sĩ luật hả à. Ủa, gì không tưởng đâu về Phật giáo chứ ngay ổn này bây giờ ổn về thế gian hay ngay ổn nhưng mà cũng được em cũng có tài. Đó là thầy nói về thanh minh này, nội minh rồi thanh minh rồi. Giờ tới nhân minh, nhân minh là gì ạ? Thầy cũng có lý luận, đó là tôi sẽ đi học được không thầy? Nó biết cách lý luận, mà trong trong một có một người thầy trong lòng đó là tin nhà thầy trong lòng đó, thầy dạy lý luận đúng mới được giữa thời đại. Mình nói mà chuyện nhà mẹ mình ai khẩu không được không nhất là ngoại đạo nó giỏi mình phải vững tôn nhân vụ mình phải tôn hàng phương pháp luật mình đó giống như tâm đồ luận của phương Tây đó mình phải cho ra không được nhầm lẫn mình nói mà thiên hạ mẹ mình nín thở coi như mình phải xuống nó xuống pháp tòa nó nói sao mà thiên hạ mẹ mình lật lại được á thì như vậy mới được. Con thấy là cái học con cần thiết lắm á, phải thì không mình cũng biết đâu những cái bài học mới biết không. Rồi nói về nhân minh rồi điều mặt cả một cái nữa là cái gì đi sống mình là cái gì phương tiện mà đó là cái gì đâu thì còn biết có khi người ta nói là nó dùng chữ lục độ rồi đúng không thầy? Mình dùng phương tiện để mà mình tức là cái ý còn nói đồng sự rồi nè, tiếng Nhật đó nè, nó vô lục độ. Giống như là bố thí rồi đó là mình cũng trong lục độ của Bồ Tát hành đó thưa thầy. Nhưng mà cái đó nó cũng thuộc về nội điểm rồi, nằm nội điểm, con điểm mình học cũng có đó. Cái công sở mình giữa thời đại 4.0 này là cái gì? Công nghệ thông tin. Tôi không thể không biết được. Nhìn máy móc ví dụ con sửa máy sử dụng vi tính với thời đại này mình cũng không biết những cái nó làm sao con đi giáo hóa ví dụ nó bị Covid cái này có lẽ con ngọn giỏ rồi không đi giáo hóa gì hết con phải lên mạng thôi con phải dạy online không biết sao con dạy không biết sử dụng máy con dạy nó lệ thuộc rất nhiều vào máy móc đúng không thì nó không cần thì ngọn giỏ chơi thôi thấy rõ chưa? À, cho nên con phải biết được còn sách to tức là những cái chiếu cách sử dụng thì con mới lên mạng rồi những cái truyền thông ví dụ như mình xài Zoom mình xài OBS nói chung những cái phần mềm nó học trực tuyến con cũng phải không biết được làm sao con kết nối và cho dạy bạn nhiều thầy gấp những trường hợp bỏ tay không dạy được
đi tới nơi thì không được, lây lan không đi. Ví dụ 2019, 20, 21, trong 2-3 năm đó phải dọn lại không, không biết là còn đó đi tới đâu được, đi nó lây mình đi. Nên thiệt ra mình đừng có chê nó. Nó là những cái phương tiện cần thiết. Internet rất cần thiết. Mà phải biết cách sử dụng, biết cách kiềm chế mình. Tốt là người phục, nhiều người tử mà. Thì người biết tự điều phục. Nó là một sao. Không biết nó tốt phục. Chê những thứ đó là con không làm. Đừng có chê nó, đừng có nói nó là con gì, đừng có nói có đâu. Biết nó là những cầu thủ đắc lực của mình đấy. Nếu mình rất nhớ nhiều, ăn thua mình này, rồi mình ham chơi, mình hơi thôi, nó tại mình. Cái gì cũng vậy, nó có hai mặt hết trơn. Với trần gian này, và chúng ta học thiền tông, chúng ta biết quá rõ cái điều đó. Thế gian này nó tương đối lắm, nó luôn luôn hai mặt, mày khéo léo nắm lấy nó, sử dụng nó, nhưng mà nó khéo lên hai mặt nó khó. Cái trí của mình chứ, mình đúng anh đó, ví dụ như là được bốn cái rồi, đúng. Còn cái cuối cùng này, cái phương minh là gì? Cái chữa bệnh. À, thuốc nguyên. Chiêu viên là thuốc dành những cái phương pháp trị. Tại sao? Tại sao thì tôi không biết? Không biết thì làm sao mà trị được cái thân của mình rồi trị cho người khác? Đúng. Hồi xưa các bà thượng hầu như ông cụ nào cũng biết thuốc, hầu như ông cụ nào. Bà thượng viện trưởng người đi qua xin ông ấy, tổ á, tôi chưa ở dưới Phật Quang cũng như từng chích thuốc, từng bốc thuốc tây, thuốc nam gì ông cụ cũng biết chặt chẽ. Và những nhân đức cũng vậy. À, thành ra hai cuộc hợp tác nhau đó, giao hoa dương tay. Sao bị chiến tranh giờ thì hôm qua. Nhưng hồi xưa là hai người hợp tác. Rồi hòa thượng Thiền Tâm nữa, ông tổ của tổng tịnh độ bây giờ này, ngài cũng rất hành về thuốc. Mấy ông cụ đó cái gì? Nói chung về y phương minh rất hành. Tại sao? Tự trị bệnh cho mình, giúp người khác trị bệnh. Và người ta tin, người ta mới theo đâu. Mình nhớ, cái đó cũng là cái phương tiện, cái bài độ rộng rãi. Ví dụ là bệnh thân, từ từ ai có cái thân bệnh, nó mới tìm tới cửa Phật trước. Thì cái đó mới trị cái thân bệnh. Thì từ bệnh quá hồi xưa, nhưng là mình quê á, mình quá trị, nghèo không biết đi đâu, thì vô chùa. Mà mấy người thầy rất hay. Người ta tin phục, ta tin phục cũng mới theo. Còn vô quá những cái đó là không ai theo, nó không hiểu nữa. Cho nên thầy chùa dốt mà thua, thầy cũng phải chê. Nhưng đó là một sự thật. Người tu là trí tuệ, nếu là dốt nữa, có thể còn giả bộ một lần vậy, giả bộ nặng gái đừng theo thôi. Chứ thiệt ra mình trông rất là thông minh, rất là sáng suốt. Thì như vậy mới giải được chứ. Như là người con á, là bỏ khờ khờ, ăn chi đang tránh nữ sắc kìa. Thì từ ngày nữ rồi thấy hay rồi, nó đeo, khó tu. Cho nên lúc cả ngày tu, cái ngày là bỏ đi thôi, chứ cái ngày cậu ơi, nghe lắm. Ý chủ đó đó. Như vậy mới giáo hóa nên được chứ. Sau khi mình trị thân bệnh ta rồi, thường thường ăn như thế này, nói cái ăn cái mặt, cái thân nó lo lên trước, sau đó nó mới vượt được đạo. Có thật, còn thật cái này mình ngon cho thân bệnh, đói cũng là bệnh nha, bệnh đói, mình còn không do nó ăn, ai theo nó, nó quan trọng lắm.
cho nên đó là những cái mà tổ sư của Phật giáo bắt buộc các tu sĩ phải học rằng minh là gì. Sáng, sáng này nói sáng được hơi khó hiểu, tức là năm cái môn học này nghĩa là thiếu nợ nặng nề chi chủ ấy, mà con nói con tu rỉ á, ai cho phép con tu rỉ, nhất là cái thiền hóa rồi ngồi như này nó nở rồi nè, ai mà không thích tu rỉ, nhưng mà không cho phép nữa rồi, nó buồn với bây giờ tôi vừa học vừa giáo hóa, thấy rõ rồi, thấy rất rõ là cái thiền hóa chú động này, nên nên truy đà, và nên nhớ. Đây là cái điều thầy nhắc tụi con là thử tông nên đắc kỳ hiệu tổ sơ đến mạnh thiết tu tự tế dụng tâm biên hồ toàn dự án hơi khó hiểu tổ sơ cảm xúc cái tông này tức là thiền tông á nên đắc là rất khó mà được cái màu cái kỳ hiệu cái nhiệm màu cái then chốt đó. Khó lắm, tức là không phải dễ gì mà kiến cánh đâu, hẹn mắt chứ, đúng không? Nó khó, cho nên phải khéo, rất là thiết, rất cần kiếp là phải, chứ tôi là phải tử tế là cẩn thận, kỹ lưỡng, nhìn cái tâm, chủ tâm cách chính chắn, chịu, chịu quả mang như chính thắng vậy. Rồi cái nữa, khả trung đủ ngộ. Tiện thị xuất trần giai tiện. Mình còn phải khả trung là hiểu như nếu như mình có cái đúng một cái nhân tức là kiến tánh á, kiến tánh phải đâu như mình phải kiến tánh phải đâu. Nói như vậy để gì? Em đừng có tìm được tự mạnh, đừng có tự cao, đừng có tự tô. Đó như mới là vương đầu. Mình cố gắng nữa kìa. Tôi làm sao chẳng được rồi. Chừng nào mà con phá được 25 cõi nữa, tối sẽ đi. Đúng tập nhị cũ hủ. Nhị tập nhị cũ hủ. 25 cõi nữa. Chọc thủng nó được. Kiên tánh truyền đại nhưng đó là thứ thiệt nhưng đó là khỏi dạy khỏi nhắc nhở còn ở đây là phải nhắc nhở cẩn thận thiết tu tự thế dụng tâm thì hôm nay nhân ngày đầu năm thì có đôi lời nhắn cho tụi con là như vậy thì con biết rõ những việc gì mình phải làm cần phải làm và tuệ trung thượng sĩ dạy cho sơ tổ Trúc Lâm cái câu khi sơ tổ hỏi chung như hà thì cái gì tông chỉ bổn phận như ai dịch được cho thấy thôi như hà tông chỉ bổn phận là tông chỉ bổn phận đó tông chỉ bổn khó hiểu cực kỳ sao là bổn phận là cái gì cho thấy tiếng gì bổn phận chứ cái gì đến giống như là ví dụ mình nói đây là bổn phận của con vậy bổn phận là gì? Cái trách nhiệm của con tàu trách nhiệm bổn phận là tàu á với thứ gì bổn phận là cái việc phải làm việc góp phải làm đừng mất kẹt vào cái gì phải là cần làm mà không chỉ là gì đó bổn phận là cái việc phải làm thêm chữ của vô giữa là vậy của gì việc cần làm của các tâm môn của mình.
pháp môn của mình nó hơi chung chung việc chỉ, làm gốc rễ với tông chỉ, tông chỉ muốn gì là cái tông thái của mình thiền tông, chỉ tông đó là thiền tông ý có chị của thiền tông, tông. Ý chị. Cái gì cần làm của người tu theo thiền tông là cái gì? Dạ đúng rồi. Ông Trần Nhân Tông lúc chưa thành hỏi cách chưa đi thô á, và thấy đâu mà hỏi về Trung, về Trung đó, sao phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Ngày dịch tại rồi đó. Dịch cho nó đúng thiền nghiệp thiền tông. Phản quan là soi sáng. Quay xoay trở lại còn chưa khoảng là xoay rồi quan quan đẹp quan 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 là quan sát xem xét phản quan tự kỷ là tức là cái tự kỷ là gì tự kỷ là cái chỗ của mình nhắc nhở thì cần phải kẹt nữa anh chị nói học một lần nếu mà cứ gần dịch như vậy thì không phải là sai nhưng mà đúng con nhớ đầu cây bài này thì cầm anh ngầm á thì tất cả đều là tự kỷ nhá nếu không thì là tự kỷ nhá nó chính là tự kỷ thì tính nhớ thì họ không có tự kỷ tự kỷ sự tự kỷ tự kỷ tự kỷ tự chỉ cần ông quay về cái tự tánh ông thôi không có việc này, nào khác không làm việc khác chứ tụng thái đắc lợi hại lắm còn chuyện chỉ đắc lên sau cùng trợ ngữ từ không có được chứ trợ ngữ từ có nghĩa không chế hát là không khác kỹ không làm những cái gì khác tha là khác những cái gì khác không làm những gì khác chứ tùng đừng có mắc kẹt mà theo tùng tha là lạ thầy cũng chưa phải là thành công lắm đâu nhưng thầy cũng đều đều cũng sẽ được nên thầy nghe lời mà thường làm cái à thầy làm cái à đó giờ không trụ trì không gì hết không làm gì chỉ biết học cho ly thiền tông từ thiền tông tự nhiên nó càng ngày nó càng rõ nha tụi nó phải hiểu sâu một cái mà tụi con vừa hòa nó sẽ thủng đi giống như giọt nước xuyên đá nó rớt hoài đá nó lủng quá thấy nó cũng là gì vậy cô con nó cho nó hiểu dữ hoài đá nó lủng đá đấy cho thầy vậy thầy dịch nguyên câu đó cho tụi con phản quan gì phản quan từ kỷ bổn nguyên sự bất tùng thánh đắc là xoay nhìn lại từ tánh là việc cần làm của người tu thiền không làm việc khác đơn giản chứ là không tu những pháp môn khác bởi vì mười tông phái nè làm sao con tu nổi hết trừ cái bậc viên tu hay lắm họ có thể tu được nhiều của tông ít ra hơn thời gian không có đâu mà mình chỉ chọn một mình làm ngoài mình sẽ thành tựu và bà tự mình nhắc á giống như bước chân lên một chiếc thuyền thôi bước hai chân mình sao lọt xuống sông tổ sư thiền như vậy đi sư thiền như vậy không làm cái khác ví dụ người ta chủ đương mật tông gì hay một mật hay cái gì thôi chỉ biết là mình không bài bác không đạo phá cho mình chỉ lo chuyện mình thôi
cái đó nó cũng hay, nhìn đối với người khác. Còn mình thì mình biết chuyện mình. Như vậy cũng đúng trong thần mình thôi. Khẩu sự dạy rõ lắm mà tại chúng ta biết mà. Nhưng mà thượng, tại sao mà thượng dạy chung chung? Đi cái thời điểm đó mà thượng phải nói như vậy. Để cực chính mình, xây là chính mình thôi. Tại vì đó là cái buổi dòng thời, mà thượng không thể nói mạnh. Nó mạnh nó đụng như bên nguyên thủy kìa. Không hiểu không? Cho nên nó xây chính mình thì nguyên thủy nó cũng có. Như pháp tu cũng xây gì chính mình. Thì nó hòa hợp với nhau. Còn mình thí dụ mình nói cái này cũng là cái khác đó. Có khi mình lớn mạnh rồi, đúng cái tâm chuyện của thằng chồng mình làm như vậy. Thì xưa lên đó, thì xưa nói mạnh lắm. Cho nên hiểu cái ngữ khí của thằng chồng mạnh, không có cho em mình yếu đuối.